người ta có thể làm phiền não mình, nhưng mà mình không phiền não là được. Mình không có quyền yêu cầu tất cả mọi người phải hiểu và thương cho mình. Mình có quyền bày tỏ, có quyền điều chỉnh bản thân mình sao cho lành thiện, dễ thương. Và mình có quyền đối xử tốt đẹp với tất cả mọi người. Nhưng chúng ta không phải lấy đó để làm cái điều kiện yêu cầu tất cả mọi người phải hiểu và thương cho mình. Tại không ai trên đời này có cái nghĩa vụ phải hiểu và thương cho bạn đâu. Bạn đang gieo cái hạnh phúc của mình vào bàn tay của người khác. Người ta biết bạn vui thì người ta nói câu này, người ta muốn bạn khổ người ta lật lại cái kia. Vậy mình có làm chủ cuộc đời mình không? Không. Nếu mà mình buồn vui sướng khổ mà mình giao cho người khác thì đi, suốt cuộc đời này mình không thể nào mà mình an hạnh phúc được. Người ta hiểu và thương, dạ cảm ơn. Người ta không hiểu và thương, cũng cảm ơn. Tại sao? Tại người ta chưa thông cảm được với mình. Và mình cũng không hề có cái quyền, người ta cũng không có cái nghĩa vụ phải hiểu và thương. Lúc nào cũng nói tử